Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Bà bầu ăn bơ, 8 tác dụng của quả bơ dành cho bạn. Bà bầu ăn bơ không những cung cấp những chất bổ dưỡng cho cơ thể mà còn giảm táo bón, ngăn ngừa tiền sản giật, giúp thai nhi phát triển tốt. Chế độ dinh dưỡng luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình mang thai. Mẹ bầu sẽ tìm hiểu các loại trái cây vừa ngon nhưng cũng tốt cho sự phát triển của em bé, chẳng hạn như cà chua, nho, táo, cam. Bên cạnh đó, một ứng cử viên sáng giá cho nên xuất hiện trong thực đơn các món ăn bổ dưỡng cho bà bầu là trái bơ. Bài viết sau, Health không bác sĩ sẽ bật mí các tác dụng của quả bơ với bà bầu cũng như các món ngon có thể biến tấu từ loại trái cây này. Bà bầu ăn bơ có tốt không? Quả bơ được xem là một loại trái cây rất an toàn trong chế độ ăn của mẹ bầu. Chúng chứa một lượng khá cao chất dinh dưỡng quan trọng như chất béo tốt, vitamin và khoáng chất khác. Tất cả yếu tố này đều tốt cho quá trình mang thai, do vậy các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bà bầu nên ăn bơ với lượng vừa phải. Bà bầu nên ăn bao nhiêu bơ mỗi ngày? Những mặt tốt của việc ăn bơ sẽ nhanh chóng phản tác dụng nếu như mẹ bầu ăn quá nhiều. Việc ăn điều độ, đa dạng các loại thực phẩm, hoa quả luôn là chìa khóa vàng cho sức khỏe. Nếu mẹ bầu chỉ ăn mỗi một loại trái cây thì thường chỉ có thể cung cấp cho cơ thể một vài nhóm chất dinh dưỡng, khoáng chất và chất béo nhất định. Do vậy, bà bầu ăn bơ chỉ nên ăn khoảng 1/2 đến một quả bơ mỗi ngày để có thể đồng thời thưởng thức các loại trái cây khác, tránh mọi tác dụng phụ không mong muốn. Tác dụng của quả bơ với bà bầu. Những lợi ích khác nhau khi bà bầu ăn bơ bao gồm: 1. Cung cấp axit folic. Tình trạng cơ thể mẹ bầu bị thiếu hụt axit folic có thể gây dị tật bẩm sinh ở trẻ. Thai nhi cần có đủ axit folic để tăng trưởng và phát triển. Trong khi đó, bơ là nguồn dưỡng chất khá phong phú và có thể cung cấp khoảng 5 mg axit folic 100g thịt quả bơ. Do vậy, mẹ bầu hãy cân nhắc bổ sung dưỡng chất này cho thai kỳ bằng việc ăn bơ nhé. 2. Hỗ trợ chữa thiếu máu. Tình trạng thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu ở phụ nữ mang thai và gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Thịt quả bơ chứa lượng sắt dồi dào cần thiết. Thêm vào đó, tỷ lệ sắt trong bơ cũng giúp cân bằng lượng sắt trong cơ thể, giúp giảm nguy cơ thiếu máu. 3. Hỗ trợ hệ tiêu hóa. Như đã nói ở trên, bệnh dạ dày và táo bón diễn ra khá phổ biến trong thai kỳ. Tin vui là mẹ bầu hoàn toàn có thể đẩy lùi những tình trạng này bằng cách ăn bơ. Hàm lượng chất xơ phong phú trong quả bơ sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp quá trình đi vệ sinh của mẹ bầu diễn ra nhẹ nhàng hơn. 4. Bà bầu ăn bơ giảm ốm nghén. Ốm nghén cũng nằm trong những triệu chứng khó chịu khi mang thai và dễ dàng đánh gục bất kỳ mẹ bầu nào trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Dẫu cho như vậy, bạn cũng đừng vội đầu hàng mà hãy cân nhắc đến việc ăn trái bơ xem sao nhé. Lượng vitamin C có trong quả bơ rất tốt trong việc chống lại cảm giác buồn nôn khi mang thai và mệt mỏi. 5. Ăn bơ khi mang thai giảm chuột rút. Thông thường, tất cả phụ nữ mang thai sẽ gặp phải hiện tượng chuột rút ở chân tại một vài thời điểm nào đó. Tình trạng này có thể được giải tỏa bằng cách bổ sung thêm kali và canxi vào chế độ ăn. Bơ trở thành một lựa chọn tuyệt vời với tỷ lệ đáng kể của cả hai loại khoáng chất trên, từ đó giúp giảm đau do chuột rút khi mang thai. 6. Kiểm soát nồng độ cholesterol và đường. Chế độ ăn uống thiếu cân bằng đi cùng những cơn thèm ăn có thể khiến nồng độ cholesterol và đường trong máu của mẹ bầu vượt quá giới hạn cho phép. Tình trạng này có thể giảm xuống một cách tích cực nếu mẹ bầu ăn bơ. Bơ có tác dụng trong việc giữ cho mức cholesterol và đường trong tầm kiểm soát. 7. Hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng. Bơ không chỉ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà còn giúp cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡng từ các thực phẩm khác nhanh và hiệu quả hơn. Ví dụ, bơ giúp cơ thể hấp thụ carotenoid, một chất chống oxy hóa từ khoai lang, rau xanh và cà rốt. 8. Bà bầu ăn bơ giảm nguy cơ tiền sản giật. Hàm lượng kali phong phú trong quả bơ sẽ giúp điều chỉnh huyết áp của mẹ bầu, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc phải tiền sản giật. Mặt khác, bà bầu ăn bơ có thể phần nào giúp hạn chế nguy cơ mắc các vấn đề về tim trong tương lai. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Bà bầu nên ăn bơ vào lúc nào? Các chuyên gia đưa ra lời khuyên bà bầu ăn bơ trong thời kỳ đầu mang thai để bổ sung folate. Nồng độ folate thấp khi mang thai giai đoạn đầu đã được chứng minh là có liên quan đến dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Do đó, nếu thưởng thức khoảng một quả bơ mỗi ngày, bạn cũng đồng thời đẩy các bệnh về rối loạn thần kinh tránh xa bé yêu. Ngoài ra, khi bước vào tam cá nguyệt thứ 3, thai nhi vẫn đang tiếp tục lớn lên không ngừng. Các cơ quan bắt đầu thành hình và não bộ cũng dần phát triển đến đỉnh điểm. Trong thời gian này, mẹ bầu sẽ cần rất nhiều khoáng chất cần thiết như chất xơ, vitamin C, vitamin K và tất cả chúng đều hiện diện trong quả bơ với hàm lượng dồi dào.
Vì thế, hãy chú ý đến loại trái cây này vào giai đoạn cuối của thai kỳ để cung cấp những chất dinh dưỡng thiết yếu cho thai nhi. Công thức chế biến món ăn từ bơ cho mẹ bầu, bà bầu bầu có thể ăn bơ như một món ăn vặt trong lúc buồn miệng theo những cách sau. 1. Sinh tố bơ. Nếu bạn đã quá quen với món bơ xay cùng với sữa, tại sao không thử chuyển sang một công thức mới? Nguyên liệu: 1/2 quả bơ, 1/2 quả táo, 1 quả chuối, 1 cốc đá, nước đường. Cách thực hiện: 1. Bóc vỏ bơ và chuối, dùng dao bào bào vỏ táo. 2. Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay. 3. Xay đều trong 2-3 phút. 4. Cho nước đường ngọt hay nhạt tùy vào khẩu vị. 5. Tiếp tục xay đến khi thấy hỗn hợp đã mịn. 6. Đổ ra ly và thưởng thức. 2. Trứng nướng bơ cho bà bầu. Nguyên liệu: 2 quả bơ chín, 4 quả trứng tiêu. Cách thực hiện: 1. Làm nóng lò nướng ở mức 200. 2. Cắt dọc quả bơ. Bỏ hạt. Nếu hạt quả bơ quá nhỏ, bạn nên múc bớt đi một ít thịt quả bơ để lấy chỗ đựng trứng. 3. Đặt 2 nửa quả bơ lên khay nướng và đập 1 quả trứng vào mỗi nửa. 4. Cố gắng đập trứng sao cho lòng đỏ ở chính giữa và lòng trắng bao quanh để thêm phần đẹp mắt. 5. Nướng trong khoảng 15 phút. Thời gian nướng có thể thay đổi và bạn nên kiểm tra xem lòng trắng trứng đã cứng lại hay chưa. 6. Sau khi nướng xong, bạn có thể rắc thêm một chút tiêu lên trên để tạo thêm hương vị. 3. Salad bơ cho bà bầu. Vào những ngày nóng bức, salad là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa trưa. Việc kết hợp bơ trong món salad sẽ làm món ăn còn ngon hơn trước. Ngoài ra, những nguyên liệu như rau, cà chua sẽ giúp bạn giải ngấy, hỗ trợ bổ sung chất xơ. Nguyên liệu: 100g ức gà luộc, xé sợi, 150g rau xà lách, 50g cà chua bi, 1 nắm rau roquette, 1 trái bơ nhỏ, dầu ô liu. Tiêu. Cách thực hiện: 1. Cắt đôi cà chua bi và rau thành miếng vừa ăn. Đối với bơ, bạn bóc vỏ rồi cắt thành từng lát mỏng. 2. Cho tất cả nguyên liệu vào một cái tô. 3. Trộn đều cùng một chút dầu ô liu. 4. Rắc tiêu để tạo thêm hương vị. 4. Bánh mì nướng bơ. Đây là một gợi ý lý tưởng dành cho bữa sáng nếu bạn không muốn ăn món gì quá nặng bụng nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng. Cách làm bánh mì nướng cùng quả bơ bơ dành cho bà bầu bao gồm: nguyên liệu: 1/2 lát bánh mì, 1/2 quả bơ, 1 chút xíu muối. Cách thực hiện: 1. Làm nóng bánh mì bằng lò nướng hoặc trên chảo. 2. Bóc vỏ và nghiền nhuyễn phần thịt quả bơ. 3. Trộn bơ cùng một chút muối để tạo thêm vị. 4. Dùng muỗng phết đều bơ lên bánh mì. 5. Bạn có thể làm thêm một quả trứng ốp la vào dùng kèm để đảm bảo đủ năng lượng cho ngày dài làm việc. Mách bà bầu ăn bơ đúng cách. Dưới đây là những tình huống mà bà bầu không nên ăn bơ nếu bị thừa cân khi mang thai và phải kiểm soát cân nặng. Bạn không nên ăn bơ hoặc chỉ ăn với mức hạn chế. Tuy được đánh giá là chất béo tốt nhưng lượng calo trong quả bơ vẫn có thể khiến bạn tăng cân. Nếu bị dị ứng với latex thì bà bầu nên hạn chế ăn bơ vì các thực phẩm như bơ và chuối đều có liên quan đến tình trạng dị ứng latex. Bà bầu ăn bơ một cách vừa phải và điều độ là điều được khuyến khích. Bạn hãy kết hợp bơ với một vài thực phẩm lành mạnh khác như trái cây, rau quả để tăng thêm phần ngon miệng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.